chị luôn tự hỏi, mình đã làm hết khả năng chưa? Còn bao nhiêu trẻ mồ côi tàn tật, người bất hạnh, chưa được giúp đỡ? Một người trẻ, đẹp, có rất nhiều cái phương tiện để vui chơi, nhưng mà chị lại chọn những người tàn tật, những trẻ em kém may mắn, thiệt thòi, bệnh hoạn tật nguyền. Chị phục vụ các em như là niềm vui cho đời chị. Dành phần lớn những cái giờ của chị vào cho các em trong việc chăm sóc, đi đến từng nơi, hoặc là cho các em dành thời giờ để đến với chị. Và chị phục vụ rất là vui, trong một cái sự bình an, hài hòa, chứ không có phải là một cái gì như là của một người trên cho người dưới, mà là chan hòa trong cái sự chia sẻ. Tôi vừa qua là được nghe tin ấy, là Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương ấy, đã công nhận và cho cái Trung tâm Nhân đạo Quê hương của cháu Huỳnh Tiểu Hương ấy làm giám đốc ấy, được vào dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Tôi rất là mừng. Một ấy là như thế để có một cái sự chỉ đạo và cái sự hướng dẫn nó của Trung ương cho nó cái việc hiện nay ấy, Trung tâm Nhân đạo Quê hương ấy, qua 9 năm bước sang năm thứ 10 rồi, hoạt động rất tốt và rất là trong sáng, rất là tốt. Thế nhưng bây giờ lại được cái sự lãnh đạo và cái chỉ đạo của Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương, thành ra là tôi rất là yên tâm và tin tưởng là Trung tâm Nhân đạo Quê hương sẽ ngày một phát triển được tốt hơn. Hàng tuần chị nhận được nhiều thư yêu cầu giúp đỡ, nhiều thư cảm ơn của những người đã được chị chở che. Sau mỗi ngày làm việc, khi nghỉ ngơi, hình ảnh những đôi mắt long lanh ngơ ngác giữa đường đời khiến chị không khỏi chạnh lòng, nghĩ đến tuổi thơ của mình. Chị không muốn các em lại có cuộc đời bất hạnh như chị. Chị nguyện làm hết mình để nâng đỡ, giải thoát cho các em, trả lời cho các em câu hỏi trước cuộc đời. Chị tần tảo miệt mài lao động, tiết kiệm từng miếng vải thừa để may thành những chiếc vỏ chăn, để làm quà, tích tiểu thành đại, chuẩn bị cho những chuyến đi thăm đồng bào dân tộc. Ngoài ra, với vốn tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, cũng giúp Út Hương kiếm tiền giúp người bất hạnh với vai trò thông dịch viên. Cũng có người hỏi, một con người liễu yếu đào tơ, làm thế nào chị có tiền để làm việc thiện? Điều quan trọng nhất là phải giữ chữ tín. Lòng nhân ái đâu có phụ thuộc vào giàu nghèo. Muốn để người ta tham gia góp tiền, góp của cùng mình giúp đỡ người bất hạnh, Út Hương luôn tuân thủ nguyên tắc vô tư, minh bạch, chuyển đủ, đúng, đối tượng và kịp thời. Chị thường xuyên mời các mạnh thường quân tham gia trực tiếp các hoạt động từ thiện. Hoạt động thì Hương cũng có giúp đỡ những người bất hạnh, nhưng khi giúp đỡ thì Hương cũng có muốn tạo điều kiện cho người ta, giống như phương tiện và công việc làm ăn để mà kéo được thời gian dài. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong số nhiều người nhận được sự trợ giúp của Út Hương. Trước cảnh không nhà cửa, không việc làm, hai vợ chồng anh phải nuôi ba đứa con tàn tật do ảnh hưởng của chất độc da cam. Út Hương đã tặng cho anh chị chiếc xe máy trị giá hơn chục triệu đồng để anh chạy xe ôm, tặng chị một xe bán nước sâm để kiếm sống. Hương thường xuyên tới thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình và các cháu. Trước kia thì em cũng rất là khó khăn, nuôi ba đứa cháu và đạp xích lô thì lại mất chiếc xe đi. Thì cũng tình cờ cũng là cô Út cũng đi tìm những cái gia đình mà khó khăn, bệnh tật như gia đình của em. Nhờ được cô Út Hương cũng thương, mở lòng từ thiện, giúp cho gia đình em có được một chiếc xe để làm cái phương tiện sống. May là gặp được cô Út Hương tạo cái phương tiện là có cho xe nước sâm và một chiếc Honda để sống, chứ mà nếu mà không gặp được là coi như không biết nói làm sao nữa. Không cho tiền gửi ngân hàng để mà sinh sống qua ngày. Lo cho từng cá nhân, lo cho cả tập thể, những việc làm của Út Hương đã để lại trong mỗi trẻ mồ côi tàn tật, người già cô đơn, người bất hạnh những suy nghĩ tốt,
tình cảm đẹp về người con gái, người phụ nữ Việt Nam. Tiếng lành đồn xa, những yêu cầu giúp đỡ không ngừng gửi tới, hoạt động nhân đạo của Hương đã phát triển tới các tỉnh thành. Chỉ riêng nhân dịp đón xuân hàng năm, Út Hương đã tổ chức liên hoan cây mùa xuân cho nhiều ngàn trẻ mồ côi tàn tật, góp phần làm vơi đi nỗi đau của các đối tượng. Hay đi thăm tặng quà trẻ em vùng kinh tế mới nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Giờ đây, một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật quê hương thuộc Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam đã được thành lập tại Dĩ An, Bình Dương do chị làm giám đốc. Bên cạnh những con người cùng tâm nguyện, Út Hương như chim lại có đàn. Mong sao những ước mơ khát vọng làm việc thiện của Hương sẽ gặp được nhiều tấm lòng nhân ái và trở thành hiện thực. Giai điệu đằm thắm, trữ tình và giàu tính nhân văn của ca khúc được cất lên từ sâu thẳm những trái tim đang khát khao ánh sáng, khát khao về một ngày mai ngập tràn hạnh phúc, như mở đón chúng ta tới trung tâm nhân đạo quê hương, nơi nuôi dạy trẻ em khuyết tật do chị Huỳnh Thị Mận, tự Huỳnh Tiểu Hương làm giám đốc, nơi thắp sáng những niềm tin của trẻ thiệt thòi vào cuộc sống, vào một tương lai tốt đẹp hơn. Khi được tới trung tâm thì chúng cháu rất là vui và hạnh phúc vì chính ở trung tâm này là nơi đã cho những người có số phận không may như chúng cháu được nương tựa. Chúng cháu vào trong đây thì được mẹ Út Hương và các thầy các cô cùng tất cả ban lãnh đạo ở trong đây rất là hết lòng thương yêu chúng cháu. Chúng cháu đã được đầy đủ về vật chất, xong về tinh thần chúng cháu cũng không có thiếu thốn. Chúng cháu cảm thấy như mình rất là may mắn vì được vào trong trung tâm. Gọi là giám đốc, nhưng thực sự đối với các em khuyết tật, các em mồ côi, Huỳnh Tiểu Hương luôn là người bạn, người chị và là người mẹ hiền hết lòng thương yêu chúng. Chị nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì hạnh phúc của người bất hạnh. Chúng tôi thực sự bị cuốn hút vào trong không khí gia đình vui nhộn, hạnh phúc và ấm cúng nơi đây. Hơn 150 em mồ côi khuyết tật, chủ yếu là khiếm thị từ các tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Cà Mau, v.v. hội tụ trong gia đình quê hương, mà ở đó mỗi cán bộ, thiện nguyện viên của trung tâm đều là những người mẹ. Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau những giờ học chữ nổi trong căn phòng này, các em lại quây quần bên các mẹ, cùng nhau hát bài ca nhân ái. Nhìn những gương mặt hồn nhiên đến thơ dại, những đôi mắt vô cảm của các em đang say sưa theo những lời ca điệu múa, chúng tôi hiểu các em đang thực sự hạnh phúc sống trong tình mẫu tử. Nhớ lại mới ngày nào, khi tạm biệt gia đình, người thân, tạm chia tay với những góc sân mảnh vườn để về trung tâm nhân đạo quê hương, nhiều em còn bỡ ngỡ, e dè. Nhiều em còn mặc cảm, tự ti. Giờ đây, tình thương, lòng nhân ái của xã hội đã giúp các em tự tin hơn. Xuất thân là một trẻ mồ côi, tuổi thơ của Huỳnh Tiểu Hương trôi theo cùng năm tháng nơi đầu đường xó chợ trên những chuyến tàu ngược xuôi. Chị hiểu các em không chỉ cần cái ăn, cái mặc, mà các em còn cần tình người, cần sự cảm thông giúp đỡ của cộng đồng để các em phát huy những khả năng của mình, tham gia cống hiến cho xã hội. Do vậy, những cuộc giao lưu giữa các em của Trung tâm Nhân đạo quê hương với các em từ các cơ sở khác trong thành phố Hồ Chí Minh, từ các tỉnh thành ngày càng được tổ chức thường xuyên hơn và nhận được sự tham gia ủng hộ về tinh thần và vật chất của nhiều tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, giàu lòng nhân ái đối với trẻ thiệt thòi. VMEP và Vision là hai trong các tổ chức đã thường xuyên quan tâm và ủng hộ thường xuyên cho trung tâm. Những cuộc giao lưu này đã giúp các em xóa đi mặc cảm về sự khuyết tật của mình,
tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để các em vượt qua tật nguyền, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Chúng tôi nghĩ những gì mình thu về từ xã hội thì mình phải có trách nhiệm trả lại cho xã hội. Do đó, trong năm nay, chúng tôi đã ủng hộ cho trung tâm mỗi tháng 15 triệu đồng và sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài để trung tâm nuôi dạy tốt trẻ em khuyết tật. Mặc dù mới thành lập ngày 10 tháng 12 năm 2001, trước bao khó khăn thiếu thốn, nhưng Trung tâm Nhân đạo quê hương đã nhanh chóng tổ chức thu nhận các đối tượng. Tại trung tâm, song song với việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em, trung tâm tổ chức dạy văn hóa, dạy chữ nổi và dạy ngoại ngữ cho các em. Con từ Nam Định đến Trung tâm Nhân đạo quê hương, con cảm thấy cuộc sống ở đây rất đầy đủ ạ. Các bác, các cô ở đây rất yêu thương và quý mến chúng con ạ. Và sống ở đây con cảm thấy rất vui ạ. Hàng ngày buổi sáng học chữ và học chữ xong đến chiều con được học nhạc và học hát ạ.